Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình kể chuyện lịch sử. Chuyện hôm nay là chuyện Hai Bà Trưng. Chuyện Hai Bà Trưng thì người Việt Nam nào cũng biết, nhưng chỉ các thiếu nữ may mắn trong đời mới có được một lần ngồi trên lưng voi trong ngày lễ Hai Bà. Và đó là một kỷ niệm khó quên. Các cô bé có mặt trong nhạc cảnh Hai Bà Trưng thì hân hoan ra mặt. Nhạc cảnh Hai Bà Trưng tuy dễ làm vì chỉ cần có hai ông voi là đầy đủ ý nghĩa, nhưng trong nhạc cảnh kỳ này, quý vị sẽ thấy những gương mặt rạng rỡ của các em. Mong rằng các vị phụ huynh sẽ cảm động và giúp các em có những vai diễn tương tự trong ngày lễ này mỗi năm. Hà Vân xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một chương trình mới có tên là Chương trình kể chuyện lịch sử theo từng tháng, được soạn bởi ông bà bác sĩ Nguyễn Thanh Long và Nga. Cộng đồng Việt Nam dù ở hải ngoại cũng cố gắng làm tượng đài để tưởng niệm các anh hùng dân tộc như Đức Trần Hưng Đạo, Quang Trung Đại Đế, Nguyễn Trãi và nhiều vị anh hùng đất nước khác. Đây là một truyền thống rất đẹp, đã nói lên bản chất của một dân tộc không quên cội nguồn và ân đức các tiền nhân. Chúng tôi chân thành ngưỡng mộ sự bền bỉ và tấm lòng của các vị đã bỏ thì giờ, công sức và tài năng để các lễ lộc đều được tổ chức long trọng ở nhiều tiểu bang của Mỹ, cũng như Âu Châu, Úc Châu, nhân các ngày tháng đặc biệt này. Thưa quý vị, khi về Cali, ai mà không thấy hãnh diện khi nhìn tượng đài Đức Thánh Trần, Quang Trung Đại Đế đứng sừng sừng oai nghi, làm tăng sự hãnh diện không những của cộng đồng Việt Nam mà còn tạo sự kính nể của các cộng đồng bạn. Thưa quý vị, vào tháng 8, các hậu duệ Nguyễn Trãi làm đám giỗ cụ dưới chân tượng đài ngài ở công viên gần tòa nhà Quốc hội Liên bang ở Quebec, Canada. Thưa quý vị, chương trình kể chuyện lịch sử theo từng tháng xin được tiếp tay kể chuyện lịch sử. Chúng tôi không phải là những sử gia, nên chúng tôi không viết lịch sử, mà chỉ kể những chuyện của lịch sử mà thôi. Tháng nào trong năm có chuyện gì thì chúng tôi kể chuyện đó cho quý vị nghe nhé. Chuyện có thể lớn hay nhỏ, vui hay buồn, nhưng bảo đảm là những chuyện rất hấp dẫn, sôi động, lôi cuốn người nghe, vì đó là chuyện của một dân tộc biết sống và tự viết cho mình những trang sử thật đẹp. Để thế giới phải ngưỡng mộ, đặc biệt là tài liệu được lấy từ các sách giáo khoa hay của Trần Trọng Kim hoặc của các sử gia khác, nhưng hoàn toàn không có chuyện giả sử hay huyền thoại. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có một chương trình nhạc lịch sử tân cổ trong YouTube với cái tên là Cổ Nhạc Nguyễn Thanh Long. Ngoài ra, chúng tôi cũng có phát hành một cuốn sách ngắn, gọn, chỉ có 175 trang với thật nhiều hình ảnh mang tựa đề là The Stories of the Kings and the Queens of Vietnam. Sách có bán trên Amazon với giá thật rẻ đó quý vị, chỉ có 4 đô la 99 cent thôi. Mục đích cuốn sách này giúp giới trẻ có thể hiểu được lịch sử qua phương pháp ngắn, gọn và song ngữ Việt Nam. Nhà Triệu của xứ Nam Việt bị nhà Hán tiêu diệt, xứ ta rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 150 năm. Hai Bà Trưng khởi nghĩa chấm dứt cảnh Bắc thuộc lần thứ nhất, nhưng Hai Bà chỉ giữ nước được 3 năm. Nước ta lại rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài 501 năm. Nhà Tiền Lý dấy lên nhưng cũng giữ nước được một thời gian, rồi nước ta lại rơi vào cảnh Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài đến 336 năm. Phải đợi đến thời Ngô Quyền, xứ ta mới hoàn toàn lấy lại nền tự chủ. Người về ghé thăm dòng sông, thăm dòng sông có tên là dòng sông Hà Tông, nơi đó có hai
Khi đi dắt bỏ mình vì tướng giặc, lửa căm thù sôi sục trong tim. Thù chồng thù nước tràn dâng, hai nữ quyết đồng tâm.